Về việc hợp đồng hôn nhân, con không đồng ý ạ. Con không muốn người ngoài hay ngay cả chính bố hiểu sai về Trang. Không hợp đồng cũng không sao. Thật ạ? Thì có hôn nhân đâu mà ký hợp đồng. Bố nói gì cơ? Bố đã lo cho con một mối rất được. Tuần sau xem mặt. Bố lại đang bày trò gì vậy ạ? Rõ ràng hôm trước bố bảo con với Trang phải cưới trong năm nay mà. Hôm trước khác, hôm sau khác. Con Trang, không được. Còn đối với con, không phải Trang, không ai được ạ. Mà tại sao tự dưng bố lại đổi ý nhỉ? Rõ ràng bố biết Trang là một người xuất sắc, là một cô gái tốt. Tốt hay xấu thì cũng chỉ là đàn bà. Trước khi vướng víu, thôi bỏ đi. Bố này, mẹ của con cũng là phụ nữ, cũng là đàn bà. Cho nên bố đừng nói như vậy. Con cũng nói thẳng nhé. Bố là bố, con là con. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Và con sẽ không bao giờ đối xử với người phụ nữ của mình như cách bố làm với mẹ đâu. Chuyện này kết thúc tại đây. Cho dù bố có đồng ý hay không thì cũng vậy ạ. Đứng lại. Tao làm gì cũng có lý do của tao. Con Trang sẽ là mối nguy cơ cho mày và cả Hoàng Kim nữa. Trang đối với con thế nào, con tự biết bố ạ. Quyết định đuổi việc đã có. Còn mày, mày có vì đứa con gái mà quay lưng lại với bố mày không? Bố này, chắc phải có lý do gì cho tất cả mọi chuyện ngớ ngẩn đấy chứ. Nhất định phải có lý do. Vì thế, mày phải chấm dứt ngay cái mối quan hệ này. Chẳng lẽ bố biết bí mật của Trang rồi à? Cái gì? Mày... mày biết chuyện đó rồi? Có nghĩa là bố đã biết. Cho nên bố cho rằng Trang sẽ dùng những bí mật đó để gây hại cho Hoàng Kim. Không, không thể. Vậy thì con với bố nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Đối với con thì chuyện Trang là con gái ruột của mẹ Nhung cũng chẳng phải là điều gì to tát bố ạ. Mày nói gì? Bố này, đã bao giờ bố để ý đến cảm giác của con chưa? Lần lượt bố đẩy tất cả những người phụ nữ quan trọng ra khỏi cuộc đời con, rồi bắt con phải chấp nhận. Đúng là khi nhỏ, con đã không bảo vệ được mẹ của mình. Nhưng bây giờ khác rồi. Nếu như bố động vào Trang, con sẽ không đứng yên nhìn đâu ạ. Con xin phép. Mày nghe đây. Nếu bây giờ mày rời khỏi đây, tao sẽ gạch tên mày trong danh sách thừa kế. Và thằng Quân em mày, mày cũng sẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Còn cái cơ ngơi Hoàng Kim này mày đừng mong có phần. Sao? Mày luôn trăn trở với ước mơ và hoài bão của mẹ và ông ngoại mày thì mày hãy về đây mà gánh vác đi. Còn mày lúc nào cũng nghĩ rằng tao có lỗi với cái chết của mẹ mày thì tại sao mày không về đây tính sổ với tao một lần đi? Duy! Duy! Chuyện gì à? Vậy là bố anh đã biết em là con ruột của mẹ Nhung rồi. Ừ. Sao ông ấy lại biết được nhỉ? Anh cũng không rõ. Nhưng trước sau gì bố anh cũng biết thôi.
chỉ phải đứng về phía em, mà anh phải đối đầu lại với bố. Chắc là anh khó xử lắm. Bố con anh vẫn chưa có một ngày nào hòa thuận mà. Mà chuyện này chắc phải báo cho mẹ Nhung biết thôi.